Chào mừng các bố mẹ đến với trung tâm ngoại ngữ MyPath. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá lớp học nghe, nói tiếng Anh P3.2 từ Level 2 lên Level 3 của các em nhỏ 6 đến 8 tuổi. Ở đây, MyPath không chỉ giảng dạy mà còn tạo ra môi trường học tập tích cực thông qua các hoạt động thú vị như trò chơi, ca hát và biểu diễn. MyPath tự hào có đội ngũ giáo viên nước ngoài và Việt Nam tận tâm, giàu kinh nghiệm. Thầy cô không chỉ là những người dạy học mà còn là những người bạn đồng hành trên con đường chinh phục tiếng Anh của các em. Tại MyPath khuyến khích việc sáng tạo và khám phá khả năng học ngôn ngữ thông qua các hoạt động miêu tả đồ vật, giới thiệu con người, thảo luận, kịch, thuyết trình, giúp các em phát triển tư duy của mình. Với môi trường học tập tích cực, sự hỗ trợ nhiệt tình từ giáo viên và các hoạt động sáng tạo, các em học sinh tại MyPath không chỉ học tiếng Anh mà còn xây dựng kỹ năng sống và tự tin trong giao tiếp. Cảm ơn các bố mẹ đã tham gia cùng MyPath trong video hôm nay. Đừng quên đăng ký cho các con tham gia các lớp học tại MyPath để trải nghiệm một hành trình học tiếng Anh vui vẻ và hiệu quả nhé. Hẹn gặp lại các bố mẹ ở các video thú vị tiếp theo.